bị hút sạch một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả. Với bán bụi LC151 thì của hút cực kỳ mạnh. Điện máy Đài Năng Superfast xin kính chào quý khách, kính chúc quý khách hàng một ngày làm việc hiệu quả. Kính thưa quý khách hàng, máy hút bụi hiện nay là một thiết bị làm sạch không thể thiếu đối với gia đình, nhà xưởng và văn phòng nhỏ. Thì hôm đến với điện máy Superfast hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng một dòng máy hút bụi đa năng có tên gọi là LC151, máy hút bụi được sử dụng cho gia đình và văn phòng nhỏ. Máy hút bụi LC151 được thiết kế với đầu máy màu vàng. Đầu máy là được thiết kế công tắc để dễ dàng vận hành. Công suất của máy là 1300W. Tuy là công suất lớn nhưng mà máy được thiết kế rất là nhỏ gọn, tầm 8kg. Dây điện của máy dày 7m, giúp chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả khi mà ở nhiều môi trường rộng lớn và xa ở các điểm. Thang máy được thiết kế bằng inox chống va đập và hình trụ tròn, giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh. Đi kèm với máy là bốn bánh xe di chuyển linh hoạt, giúp chúng ta có thể dọn dẹp mọi địa hình khác nhau. Ngoài ra thì máy hút bụi công nghiệp LC151 có chức năng của nó là hút bụi và hút nước ở nhiều môi trường khác nhau. Đi kèm với máy là một bộ dụng cụ. Đây là một phụ kiện đi kèm của máy hút bụi như năm lít LC151. Đây là ống mềm với thiết kế dài 2,5m, có một bộ khớp nối để nối vào với máy. Đây là cách nối vào thang máy như sau. Tiếp theo là bộ inox. Bộ ống inox này giúp chúng ta nối đầu hút vào và với ống mềm, giúp chúng ta hút chất thải vào dễ dàng hơn. Đây là bàn hút bụi. Bàn hút bụi giúp chúng ta hút bụi chất thải rắn ở trên bề mặt sàn. Đây là bàn hút nước với thiết kế là lưỡi xô, chúng ta hút được các loại chất thải lỏng vào trên mặt sàn. Đây là đầu hút khe. Đầu hút khe này giúp chúng ta hút vào những cái vùng mà tay chúng ta không thể với tới hoặc là những góc cạnh. Cuối cùng là bàn hút chở tròn. Đây là giúp chúng ta vệ sinh được rèm cửa, ghế sofa hoặc là xe hơi v.v. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái lực hút của máy hút bụi LC151. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy túi lọc bụi ra để tránh trường hợp túi lọc bụi bị ẩm và gây hỏng hóc máy. Tiếp theo là chúng ta sẽ bật công tắc lên và hút. Đấy, các bạn có thể thấy nước đã bị hút sạch một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả. Với máy hút bụi LC151 thì của hút cực kỳ mạnh mẽ luôn ạ. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong máy hút bụi LC151. Mọi chi tiết xin liên hệ vào website điệnmáyđaNang.com.vn hoặc là qua hotline 0919 366 852. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở video lần sau.